chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu là 7 phôi nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829160355 hoặc nhắn tin qua Zalo ạ. Nguyệt quế cái bầu này là bầu đất cứng nha mọi người. Bầu đất riêng không có bể bọng gì hết ha. Cây nào thì có vấn đề gì thì em báo hết nha mọi người. Rồi em xin vô cây đầu tiên có mã số là 45. Quành em đo vị trí này là 49. Trên đây là 41 ha, em đo hết. Ở trên đây là 24. Chiều cao của nó là 51. Kính bầu là 35. Mã số 45 em xin giao lưu là 600.000 em bao ship. Rồi tiếp theo là mã số 46. Mấy cây này mới bứng nha cô chú anh chị. Cái bầu đất cây này thì nó bị bọng nha mọi người, bị bọng. Rồi mã số 46. Hoành thân của nó là 26. Chiều cao là 50. Kính bầu là 35. Mã số 46 xin giao lưu là 500.000 em bao ship. Mã số 47. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nhau cô chú. Hoành thân là 21. Cao là 60. Kính bầu là 30. Mã số 47 em xin giao lưu là 500.000. Mã số 48. Chiều cao là 52. Kính bầu là 29. Mã số 48 em xin giao lưu là 350.000. Mã số 49. Hoành thân là 19. Chiều cao 47. Bầu 23. Mã số 49 em xin giao lưu là 300.000 bao ship. Mã số 50. Hoành của nó là 29. Nó hoành ở vị trí này là 21. Chiều cao là 75. Kính bầu là 29. Mã số 50 em xin giao lưu là 450.000. Mã số 51. Hoành thân là 20. Chiều cao là 45. Kính bầu là 25. Mã số 51 em xin giao lưu là 350.000. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ em xin chào.